thấy không, đặc biệt không? Nè nè nè, đặc biệt. Bữa đó tự nhiên coi YouTube có ông đó ông lại ông gõ cho mình thấy. Nè đặc biệt là đó chỉ mới nó nè nè, cái cưng lại gõ. Giống như là nó có. Cô bác anh chị cùng xem. Coi mấy cái đó ta có thấy gì. Có thấy gì không anh Huy? Thấy cái này giống như cái xương sống của con vậy cho anh. Không phải. Cái này là hình gì vậy? Mấy cưng nhìn kỹ ha. Vì vậy mọi người một ý tưởng, bởi vì anh coi và anh mới thấy, nếu mà người ta không nói chắc mình cũng sơ ý. Dạ. Mấy cưng nhìn kỹ. Kỳ Gâu xin chào quý cô bác anh chị đang xem kênh Sáng Mới Bản Hành Trình. Thì hôm nay Kỳ có đi về cũng ngọn núi Cát Hai, thì đi qua hòn đá Lưu Ly. Thì nghe nói bên hòn đá đó có rất là nhiều tên, thì một số người kêu là đá kim cương. Thì đúng với ra bên cái người mà đạo ấy đó thì người ta kêu là đá Lưu Ly, thì tên cũng rất là hay. Thì Kỳ cũng tò mò để đi tìm hiểu về cái hòn đá Lưu Ly đó để mình cho biết thêm về sẵn đó, ngắm cảnh cho cô bác anh chị cùng xem, cùng Kỳ cùng kim ngưỡng vẻ đẹp An Giang. Thì khi lên chảnh trên đường có những gì hay thì Kỳ sẽ quay cho cô bác anh chị cùng xem. Thì cái này là trái hành quân nè cô bác anh chị, trái hành quân á, nó có trái màu xanh giống gì khi chín đó là mình ăn đó. Ở đây thì họ trồng rất là nhiều, thì chút xíu nữa đi có cái gì hay đẹp thì sẽ quay tiếp cho cô bác anh chị cùng xem. Thì hôm nay Kỳ cũng có duyên đi theo ông, có ông Huynh đi dắt đi về cái núi Lưu Ly để mà tham quan luôn. Thì nói chung Kỳ chưa biết đến ở bên này, cũng nhờ Huynh. Thì hôm nay giống Huynh cho ông chỉ đường đi qua để cho biết luôn đó. Mình lội đây đắng còn xa không anh? Còn qua xa nữa, mình trong ngoài tính là tới rồi. Ừ. Dạ. Anh cũng đợi ngoài nữa. À vậy là ở chảnh mình có cục đá Lưu Ly chứ cái gì Huynh? Thuyền. Chiếc thuyền Bát Nhã hay thuyền gì? Chắc gì mấy người ta thì kêu thuyền Bát Nhã đó. Dạ. Ôi! À. Huynh đi ngay theo đường này là tới rồi đó. Dạ. Dạ. Đi chậm thôi. Anh Huynh không đi quá trời nhanh này. Thì cũng đủ duyên nên đi với mấy mọi người đang đi có chuyến đi lên núi này, cũng núi Ông Két không anh? Đúng rồi, sau lưng núi Ông Két là bên này là nhờ đá Lưu Ly. Dạ. Thì Kỳ cũng đâu biết đường đó, cũng như đi lên Mỏ Ông Két, tìm lên Mỏ Ông Két 2 rồi sẵn gặp ông anh đây, ông cũng dắt Kỳ đi luôn sẵn cái chuyến đường đi đó, rất là thuận luôn, rất là mau. Dạ. Ồ, ở đây có hốc đá đẹp quá nha. Ở đây cũng như thờ mấy cái chư vị thằng vậy ha. Có. Dạ. Dạ. Lội cũng đang tới nè. Ồ. Xin chào. Đây, cục đá Lưu Ly đây bạn. Dạ. Rồi Kỳ sẽ tham quan vòng vòng đi chứ. Ồ, cục đá này đẹp quá ta. Có cái hình gì ngộ ha. Không kỹ ta. Tự nhiên đó. Sao nhìn thấy ngộ quá nè. Giống như cái hình cái ông gì á. Dạ. Ở đây có những cái tảng đá hình rất là kỳ dị, rất là lạ. Hòn đá Lưu Ly phải không? Rồi tới mấy em ơi. Thì ở đây khung. Thì ở đây khung cảnh rất là đẹp, rất là mát. Thì Kỳ sẽ đi lên trên để mà tham quan ở đây. Ở đây có những cái tảng đá nhìn đẹp lắm nè. Quá đẹp là rất là nhiều duyên lành đó. Ừ, hôm nay có duyên dữ hả? Thì hôm nay cũng có mấy cô đồ đi có mấy cô cái này nó sẵn cái đi viếng núi về đây. Mấy cô đồ mấy cô. Ở trên hậu. Ồ đá đẹp kia. Cái này là hòn đá Lưu Ly phải không cô? Ồ. Đây. Ồ. Có cái đầu lòng ở đá Lưu Ly mình dễ đi thôi, còn có mấy cái kia nữa không? Chú này là đá Lưu Ly không? Cấp ngộ quá đó. Là nó có phát sáng hay là không? Quay nửa giờ mở ra có phát sáng ra. Có ngộ vậy hả? Ở đâu làm cậu? Khi mình quay là nó về coi video là phát sáng hả? Có ngộ ta? Ngộ ta. Cũng mấy ngày vụ này luôn. Thì ở đây có những cái hàng đá. Ở đây có nhiều hình dạng cái đá lắm ơi quý quán chị. Đây có cũng có bàn hương bát hương đẩy nhiều vật hình đá rất là đẹp, có văn văn
Ồ, bên đây. Đi lên đó, cả ba cây số rồi tới nhà con. Biết rồi. Con có hơn cái chỗ nào. Kỳ sẽ đi một vòng để tham quan cái cục đá này. Đá lưu ly. Thì gác bên đây có nhiều cái bát hương để. Nhưng mà những cái hòn đá ở đây nhìn rất là lạ mắt. Thì nào giờ Kỳ cũng mới biết bên đây thôi. Cái cục đá nó hình ngậu quên hình cái này hình dạng gì quên. Vậy là giống như vậy con cóc cái gì. Cóc hả? Cái lưng của con cóc hả trời. Đá gia quy. Gia quy hả? Dạ ngậu quá ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đá này là gọi là đá gia quy hả? Thì ở đây nhiều cái hình đó mà, đá nè. Sần sùi. Ở đây hình có một vị gì đó Kỳ không được. Này hình gì Quỳnh biết không? Không biết. Nhìn thấy ngộ quá nè. Trong ở đây nhiều cái tảng đá hình dạng rất là kỳ lạ. Đúng rồi nè, đây ở đây giờ thấy có con mắt rõ ràng nè. À hình đá đó. Ờ à, đúng rồi thấy không? Cái lòng gì? À, em có mấy ông gì giờ phải chữa thấy rõ này, thấy con mắt cái mỏ rồi đó. Đúng rồi, hình cái rất là kỳ lạ luôn nè. À. Để bữa ra phát hiện cái này là nhỏ lắm mà chưa lên đi coi nè. Thì ở đây có mắt với giống như cái thằng đầu. Nhìn tách ra luôn nè chứ không phải là bình thường đâu nè. Không? Sao ở dưới nhìn hai anh chàng này chơi cái anh này nói nhà bạn nói đúng là giống như con cóc á. Ở dưới cái đầu khác nè, trên đầu khác nè, nhưng mà có mắt mũi luôn. Hai con cóc mẹ lên. Dạ. Hai con cóc. Ô nhìn ngộ quá các bạn, thì nhiều cái tảng đá. Nhìn dạng rất là ngộ, nói chung thì mình không có lý giải được cái vấn đề này. Cố mắt mũi miệng luôn kìa chút kìa. Con thấy không? Thấy nè, con mắt hai con có cái lỗ mũi. Ừ. Hai con. Hay ơi. Mắt ở trên, mắt ở dưới mắt không? Ừ. Ở đây có nhiều hòn đá nhìn hình dạng rất là ngộ nghĩnh, rất là lạ kỳ. Nói chung đá núi non thì nói chung có nhiều cái rất là hay, rất là lạ mắt. Những cái hòn đá này cũng vậy, có cái hình rất là đặc biệt, rất là đẹp. Cái này giống như cái bàn chân của hay là một cái con vật gì á. Thì phía bên đó là hòn đá lưu ly. Để xíu nữa Kỳ sẽ hỏi câu chuyện về hòn đá lưu ly đó như thế nào. Thì Kỳ sẽ đi tham quan những cái viên đá vòng dài vòng xung quanh đây trước. Ồ. Ủa này bằng chân tiên hay gì Quỳnh? Không phải, núi bà đất á. À núi bà đất có bằng hòn chân tiên ha. À đúng rồi. Ồ, Quỳnh này đi khám phá nhiều. Ở thì chút xíu nữa tụi em cũng định qua bên đó đó. Quỳnh có đi qua đó không? À, em đi hoài vậy. Chút xíu nữa chắc nhờ Quỳnh dắt qua bên đó giùm luôn đi, được không? Đi với phái đoàn, không biết người ta chịu đi không, mấy người chị á. Dạ dạ. Quỳnh có biết cái hòn đá này là lưu ly, tại sao có cái tên là lưu ly không? À, không nghe anh, chỉ nghe những người dân ở đây ta nói vậy thôi, biết đi si tầm thôi. Ừ, chứ mình không nghe được cái tích cái cục đá này ha. Dạ. Mà đại khái thì họ kêu là hòn đá lưu ly. Thì nói chung cục đá này hình dạng rất đẹp, những cái tảng đá ở đây nhìn rất là hay. Ủa sao đá đó nó đứng lên ngọn ta kìa? Sao đứng lên luôn kìa? Hả? Ờ sao mà ngộ quá? Thì đá lưu ly. Đá lưu ly rất là đẹp. Thì ở đây đại khái giống như để cái bàn thờ, lập cái bàn thờ đại khái lên trên đá. Bữa nay sao đâu mà chị cứ đưa cho em gọi. Đi về trước mấy cô mấy chú ơi. Dạ dạ. Chúng cái đoàn của mấy thì cô. Ở đây có những cái đá nè, nhìn rất là nhiều. Hình dạng nó ngộ ngộ luôn. Nhưng mà đặc biệt cục đá đứng lên thấy tà ngộ quá. Học kim cương. Rồi cái gần tính gì đó. Chứ đâu phải thì chơi ai nói gì nói cũng là đoàn hành tính. Rồi con xuống chưa? Chưa rồi, còn đây nè, lúc xuống. Mấy cô thì chú ở đây cũng có đi nhưng mà đi xuống á. Phía bên đây có những cái tảng đá nhìn thấy cũng lạ mắt lắm nè. Hình dạng rất là nhiều hình dạng. Cái này mình núi non mà đá thì nhiều cái hình dạng nó khác nhau, nhìn rất là đẹp, rất là hay. Ở đó đá nó ngộ nè. Nói chung thì đá trên đây cái hình dạng nhìn nó ngộ lắm các cô bác anh chị, đi con. Người hả? Đâu con chỉ ơi. Đồ ai nói à, đó là thăm quê nhà bà con mình giỏi. Ừ. Rớt dép lại đi. Đâu? À, con mắt nè. À.
Vậy hả? Ừ, ngộ quá. Rồi xuống đi con. Ừ. Thì mấy chú đi qua trong kia nè. Ở đâu con? Trong cha trong đó có đường mòn đi. Đá gì con? Đá lưu ly gì nè mà như cây cục cái bự cao. À là phía mình đi thẳng lên trên luôn. Mình có cái đường đó. Qua đó. Có cái đường đằng đó cưng đi mà đi thẳng lên chút kêu. Ở đây gọi là đá mẹ hả? Còn đá mẹ với là mình đang có bản đồ đó. Đồ đồ xanh đó đó là bản đồ Việt Nam mình đó. Trong kia là đó cha. Đâu bản đồ đâu chú? Chú, có chỉ em con. Chỗ lại nè. Đâu rồi chú chỉ lên chú chú làm phiền chú lại chỉ em con không biết ha. Rồi. Đâu chú? Đâu chú lại chú chỉ tới, con. Tới đi. Chú sẽ chỉ cái hình bản đồ Việt Nam ha. Con rồi đó cha bển hết kìa. Này đã đá mẹ hay gì con? Đá mẹ. Cha bển hả? Đâu con? Đó. Đồ Việt Nam mình đó. Ở đâu rồi con không thấy đây nè đây thì đây này dẫn lên cái đường giữa ếch mình đó à nhìn ừ. Đâu nhìn chú dễ nè con ơi đó cái tay đó cái quẹt đấy đó ở hình giữa ếch đó đó gì đó. Chưa mừng tượng đâu đâu chú dễ hơn con ấy chú hả chú dễ con tại con không thấy được nè để chú không chỉ dễ biết đường hơn thì không thấy dưới này nè dưới này lên nè lên là giữa ếch hình giữa ếch nè đó mũi Cà Mau đây nè đó mũi Cà Mau mình dưới đó trên đó là Hà Nội đó. Ở trên này là Hà Nội nè. Thủ đô còn ở dưới đó là nay là mũi Cà Mau. Đó. Cái trong bản đồ chú là cái giấy da là y chang vậy đó. Ở bên này thôi, còn bên này không biết. À, chỗ này phần này hay gì chú? À, phần cái này không à. Từ đâu tới đâu chú chỉ em con? Từ đó. Miếng này từ miếng này ha. Ở cái đó, cái lằn nè, chú vô cái lằn này nè. Gì ha? À lằn chết mình nè. Như cái này quen quen á. Đó. Cái gì đó? Cái này trong cuốn sách mà giáo khoa mà nó cũng có cái hình bản đồ vậy đó đâu còn vẽ thiệt dạ không con chưa thấy rồi đó cái lằn gì đó vậy đây có chữ ếch đó hả hình chữ ếch đó rồi về quay đi con nha dạ con cảm ơn nhiều nói chung thì kỳ không có nhìn thấy ra được nhưng mà tại hình cái bàn cờ đại khái vậy thôi cái người này ở đây cái gì vậy? Kéo không? Dạ con chào cô. Dạ. Cô đi lên đây với ai? Đi hồi đó đi lâu rồi bệnh rồi mình tu với thằng nè. Tu với thằng đây gần đây hả? Ở Hòa Hảo á, bên thầy á. Rồi đi rồi bỏ chồng bỏ con rồi đi rồi bỏ luôn rồi. Dạ, rồi giờ ở với ai? Ở với thằng. Thằng là chỗ nào cô? Thằng Định á. Định Sơn á. À, Định Thái Sơn ha, rồi cô lội đây cô cúng hay làm gì? Đi dẫn mấy anh huynh đệ đi lên đây nè. À. Dẹt chó, lượng chó la. À, dẫn đoàn đi lên đây để để biết trên này để thắp hương ha, cúng cái những gì chư thần những cái người ở đây. Lần cậu hai có về đây nè, uống nước ngoài có về. Về ông thăm cả lớp ly đi nè. À, là cậu hai anh sĩ ha. Ờ. Vậy là cậu hai anh sĩ có đi lên chỗ này để viếng rồi. Ờ mình có gặp. À, cô có gặp cậu hai rồi. Dạ, có dẫn không đi lên đây rồi. Ừ. Dán đi nữa này của cậu hai cũng dành để dành đó. Dạ. Ờ. Không phải à. Ừ. Bữa đó anh có coi tình cờ thấy không? Dạ, cái này. Đá gì Quỳnh? Có được đó. Ủa, nghe. Cái chỗ này là gì? Đặc biệt không? Nè, đặc biệt. Bữa đó tự nhiên coi YouTube có ông đó ông lại ông gọi cho mình thấy. Nè, đặc biệt là bác chỉ mới nó cái này giống như bên núi Cô Tô cho hầm chén mình gõ nó bụp đó là bây giờ anh đâu gõ nhiều chỗ rồi lên nè cái tí nè đây bọng nè gõ cái gõ sát qua nè nó bịch nè thấy không đúng rồi nhiễm giống như ngay chân cái phần đó là có cái bọng cái gì ở dưới thì cái ở đây nè có miếng đá thì lắp lên thì kỳ thấy miếng đá nó lắp lên là nhiều nè giống như nó bị thằng này bằng bụng hay sao á mà rất là lộn xung quanh nó gần nhận đây nữa anh em chú đặc biệt con chỗ không phải không rồi sư huynh qua ông chỉ thêm cái một cái gì hay nữa để cho cô bác anh chị cùng xem có thấy gì không anh Huy thấy cái này giống như cái xương sống của con vậy cho anh không phải cái này là hình gì quá mấy cưng nhìn kỹ ha như vậy mọi người một ý tưởng bởi vì anh coi và anh mới thấy nếu mà người ta không nói chắc mình cũng sơ ý dạ mấy cưng nhìn kỹ như ra cái chiếc hài cũng mấy cưng mấy đồng tiền bằng thôi đi
Ở đó cầu hai cái nè, giống như cái đới nè, thấy không? Ừ. Nè, giống như cái này là ở trên mình thọt vô nè. Ừ. Đó, cái gốc dậy của cô Tiên hay sao? Tùy gian luôn. Ý nó mô Phật cô mô Phật. À, hay là những cái dậy của cô Tiên hả? Nhìn qua kia nhìn. Đây kỳ sẽ bước qua đây quậy dậy không? Đây nhìn bên đây rất là giống một chiếc dậy luôn cô bác anh chị. Giống chiếc hài của cô Tiên, chiếc hài của những người xưa đó. Cái hài nè. Thì rất là ngộ, rất là nhiều cái thiên nhiên ban tặng cho nơi này, rất là nhiều hòn đá, rất là ngộ nghĩnh. Dạ, giống cái gốc, cái gót thôi. Đây cũng là một điều rất là quyền bí. Đúng rồi, đúng rồi. Qua đây nhìn mới giống. Cái này là cái đi ra một cái hài vậy ha. Nói chung ở trên này thì có nhiều cái chuyện rất là hay. Cầu, cầu, cầu. Có đi đường này nè, qua bên cục đá mà nữa. Đó là đá dựng. Lát nữa mình có đi giếng cho biết luôn đi. Dạ, dạ, dạ. Sẵn đây mình đi, mình giếng cho. Cái này ra nhiều hình lắm đó con. Anh. Đá của ly đừng có sơn. Này thấy con cóc. Thấy giống giống cục này, cục này cũng ngộ nè. Ừ, cá của ly đừng có sơn về đinh sơn bên kia đó. Giống như cái bên núi nước tượng mà lộ lộ con này kia hết trơn. Thì ở trên đây những cái đá rất là hay. Tùy theo cái cảm nhận của mỗi người ha. Mỗi người mỗi cái cảm nhận khác nhau. Năm trên tổ đình không? Có, chứ bự hơn. Mà năm rồi con thấy cô bên đó đó gặp cao nhân đó nhớ không? Thì trên đây nhiều cái chuyện rất là hay, rất là nói chung không có mà mình lý giải được những cái chuyện ở trên này. Ờ, không nghe. À, hôm mà lễ Hùng Vương có về. Trời ơi, nè, chị Thiện đưa lên. Phải không? Ờ, chiếc dép. Sao Thiện nhìn thấy chứ Thiện? Hay chứ gì? Dẹp bộ xã, con dẹp bộ xã, ôi kệ cho nè. Đúng rồi, giống như chiếc dép nè. Ủa, ngồi vậy? Thiện con bước lại đó, không đưa Thiện. Thiện hay ha. Ồ, với Thiện sáng mắt cái này kìa. Thiện ăn chiếc dép luôn kìa quay. Nè, cái này cái mũ này, cái này của quay nè. À, à. Các bạn giống như ăn chiếc dép luôn nha. Giống như bé Thiện ở đây nó có trí huệ hay sao chị, anh chị cô bác nó nhìn thấy được cái những cái mà mình không có mường tượng ra. Chúng em rất là thông minh. Có đừng gạch luôn nè. Đúng không? Cái này đường ở dưới á. Ồ, chị Thiện quá siêu quá. Rồi mình sẽ đi tiếp theo cái chặng thứ hai của mình là sẽ đi qua bãi đá dựng. Thì cái chỗ cái đá lưu ly, xong mình đi thêm một quãng đường nữa sẽ qua một bãi đá dựng. Trời ơi, cậu như đứa tôi không có ba xe đâu.